cao cả nhà. Nay Bắc hiện tại Bắc đang đứng trước cái tiệm bán tiệm này tên là Guitar Center, nó có khắp trên nước Mỹ vậy đó. Nó bán đồ dụng cụ về âm nhạc cũng như là đàn, trống, kèn, guitar, nó nhiều lắm. Mấy cái ọt cũng có. Bữa hôm nay là trời ở Mỹ như vậy là mùa đông, trời rất là mù, nhìn ghê lắm, trời quải lắm đó. Mùa đông mới ở gì là ngán nhất, ở mùa đông này cũng Việt Nam chơi ở Mỹ đó. Bắc đang đứng đây là Bắc, cái tiệm này trong đây là hầu như khắp nước Mỹ đều có, bán đồ rất là đẹp. Và Bắc mua vô đây đi chơi, nhiều lúc vô coi đồ xong rồi không muốn đi về, đàn trống đồ đẹp lắm. Ok, Bắc dẫn cả nhà vô coi nhé. Đây là cái đàn piano. Cái đàn này là 100 mấy là loại dỏm rồi đó. Đàn piano mà muốn xài được á, muốn mà xài học rồi luôn á, ít nhất cũng phải 2.500 tới 3.000 trở lên mới học. Còn đây là đàn dàn đàn gì ukulele, bắt hai chọc là ukulele nè. Cái loại đàn là nhỏ xíu à, đàn này phải đàn cũng nít chơi đâu nhé, cái đàn này cũng người lớn á, một cái loại đàn nhỏ bán cũng 200-300 cây, đây cây 200. Nhưng mà mỗi vô đây bác khoái lắm, thích lắm, dù không có mua bác khoái vô coi nữa. Còn cái phòng ở trong đây là dành cho đàn thùng, tôi có dẫn cái nhà vô coi nhà đàn thùng ấy. Đàn thùng, cái đàn này là cái đàn hiệu Yamaha. Yamaha nó bán hơn 400 đồng. Cái này đàn điện nhé, chứ không phải đàn đàn thường nữa nhé. Thông thường mà đàn Yamaha theo bác xài rồi, bác kinh nghiệm là nó kêu dây nhiều hơn kêu thùng. Mà đàn thùng phải kêu thùng nó mới hay, chứ kêu dây nó không hay. Những cái đàn thùng ở chỗ này là đồ chung nha, còn vô trong mấy cái phòng kia là mấy đồ mắc. Nói về cái nhà coi nhé. Hôm nay Bắc đi Bắc quay bằng cái điện thoại vỏ dáng, Bắc ráng quay cẩn thận, thiệt là chậm thì dễ coi chứ điện thoại quay khó coi lắm. Bắc đi làm về trên đường cái Bắc nhớ ra cái tiệm này, đi đây quay cho cái nhà coi luôn. Ở đây nó có cái đàn này nè, Bắc không biết cái đàn gì nè, Bắc gặp nó mấy lần, vô đây lần nào cũng coi á mà Bắc không biết nó cái đàn gì, và cũng chưa thấy ai xài luôn, chưa thấy người ta xài bao giờ. Nó đàn dây đôi á, tức là một sợi dây nó là nó hai sợ đó, cả nhà thấy không? Bắc không biết kêu tên là kêu gì luôn. Đây là Yamaha này, bán 400 đồng cây này, đàn không có điện. Thường thường mình mua cái đàn á, mình lựa ví dụ như vậy, lựa cái đàn cái thùng này nè, nó nhỏ xíu à, cả nhà thấy không? Lựa cái thùng nhỏ nhỏ thôi, mình đừng có lựa thùng bự quá. Lựa thùng bự quá mình ngồi để cái tay mỏi lắm. Cái đàn của Bắc ở nhà để cái tay rất là mỏi tay, khó đàn lắm. Còn cái cây này thì có 100 đồng à. Thường thường mình mua đàn á, cái cây đàn mà để nó để cho mình thử á, lúc nào nó cũng hay hơn là những cái đàn mình mua xong nó sẽ đem cái khác đưa cho mình. Để bắt quay lúc nào á, cái cây mà để thử là cũng hay hơn á, hay hơn cái cây mà nó đem đưa mình sao. Bảo lúc mua bắt mua đi mua đàn á, bắt mua là mua luôn cái cây đang để chân á, chứ bắt không mua cái cây sao đem ra. Tại cái đàn á, mỗi cái tiếng đàn nó kêu khác nhau, không có giống. Mình mới biết lựa đó, mình lựa cái đàn kêu tiếng thùng á, nó sẽ hay hơn. Còn cái đàn mà kêu dây nó không hay đâu. Mấy cái này trung bình thì khoảng 300 mấy cây đó, 300 mấy cây đàn, đồ này 300 mấy. Mấy cây mà cỡ ngàn mấy là hiệu Samson vậy đó, nằm chắc nằm ở trong kia chứ ngoài đây không có đâu. Cỡ ngàn cây trở lên, mấy cái đó thì khỏi nói rồi. Còn mấy để đây là đàn chung thôi, đàn này không có đàn, nếu như mình ở nhà mình chơi vui á, thì đàn mấy cái này được rồi. Khi nào mà thành chuyên nghiệp rồi á thì chơi mấy cây kia. Mấy cây kia thì cả ngàn trở lên, mấy cái này chỉ 400-500 trở lại à. Dạ, đây nó bán luôn cả mấy cái âm ly. Mấy cái âm ly
để cho mình đợi. Thì thôi loại bự nhỏ nó khác giá nha. Lúc này là ngay mùa sale của nó nè. Giống như ở nhà mình muốn mua thì mình lựa mấy lúc này mua nó rẻ hơn. Và ở đây cây này là một cây này là 1.300 nè. À, cây nó làm bình thường đơn giản 1.300 đó. À, mấy giá nó để bên hông 1.300. Để bắt coi cái này hiệu gì nhá. Human Life. Mình like go, mình like go. Hiệu lạ quá mà. Còn thường Yamaha thì 5-600 cho là dữ lắm rồi. Yamaha không mắc, Yamaha rẻ lắm. Người Việt Nam mình thích Yamaha lắm. Tại chắc ngày xưa là ở Việt Nam mình không có gì mà hơn Yamaha nữa. Nhưng mà qua Mỹ thì bác không có xài Yamaha. Nó xài mấy cái khác nhiều, giống như dàn máy cũng vậy. Dàn máy hát á, máy hát nhạc sống á, nhạc live rồi đó. Bác không có xài Yamaha. Tại ở Mỹ này xài đồ của Đức nhiều lắm. Đồ Đức rất là hay. Còn cái cây này của Umbo để dành ghim đờn như hát cho những người mình đi hát đường phố. Cái loại này loại rẻ tiền á, cái loại này là chỉ có 1.000 đồng mà. Cây gì 1.000 đồng. Cái loại mà nghe hay á là nó có surround sound nằm ở trong này nè. Nó có nguyên một cái dải này nè. Cái cây này xuống lo không xuống tới dưới luôn á. Là khoảng 3.000 đồng một bộ. Cái đó để vô nhà hát hay lắm. Đấy, đó thì nó hay hơn cái này. Cái này nó không có gì hết. Đó, mấy cây trên kia là 1.000 mấy mà nhìn cái đờn nó cũ nhèm thấy không? Cái, nó làm cái loại cũ chứ 1.500, 1.600 mà. Đó, mày nói đó. Rồi vô trong đây thì mở cửa vô. Trong đây á, đó, là mấy cái này là đồ kiểu đồ cao cấp, đồ mắc tiền. Đó. Đồ rất là mắc. Hello sir. Hello. Trong đây là đồ rất là mắc. Mấy cây này, đàn này là 2.000 mấy một cây. Không có. Người đó 1.500 thôi. Đó, con này là đoạn ấy, cái hiệu này mắc lắm. 2.500 cây. Cái này bắt biết mà không có giới tới nổi đâu. Xài tại mình không có chuyên nghiệp để xài tới mấy cái này. Này mắc lắm. Đó, rất là mắc. Đó, như cái này là khoảng 3.500 nè. Đó, mấy cái đèn nó cháy không thấy rõ nè. 3.000 4.000 đó, 3.900, 4.000. Cái này là 3.500. Mấy này là đã giảm giá rồi đó nha. Đó, mấy này đờn thì khỏi nói rồi. Nó có mua cái đờn mà bác không có để ý mua cái đờn, tiếng đờn thì hay. Mà cái thùng nó bự quá, nó ngồi nó gác cái tay lên. Nó mỏi dữ lắm. Gác hồi rất là mỏi. Mua cái đờn mới lựa cái thùng nhỏ nhỏ thì ok. Ở trong đây là cái đờn này cũng rẻ, mà tại sao bỏ trong đây ta? Ồ, này hiệu khác. Nó có cái hiệu khác. Làm màu mè. Rồi, dẫn cái nhà qua bên coi bên đờn là đờn nhà là mình. Đèn điện ha, không có đèn điện đâu. Đèn điện ở tay. Trong đây nó cũng bán đồ cũ luôn nha. Giống như mình thích đem đồ của mình không xài, muốn xài đem vô đưa cho nó. Rồi nó mình mua đồ của nó là nó trừ lại cái món gia tiền, thành tiền nó trừ lại cho mình. Nó lấy đồ cũ lại luôn. Đó, đây là những này là những cái dàn máy này là đồ cũ của người ta cho trade vô, chứ là nó bỏ vô nên là mua đồ mới á. Mà theo bác biết nó lấy giá rất là rẻ, nó mình bán ngoài những lúc có giá hơn như đây, mình ép giá dữ lắm. Đó. Lúc này một quầy nguyên một cây dàn đờn cho nhà coi nha. Cái này nó nhiều lắm, nó vô giá đó. Có một cây 100 đồng, còn cây thì cả 10.000, mười mấy ngàn cũng có nữa. Người nhà đờn, những cái nào mà nằm trên cao á, càng cao là càng mắc. Đó, những cái trên cao nó mắc lắm. Cái nằm ở dưới thì hiểu rẻ, nhưng cao mắc lắm. Thường thường cái hiệu Fender là Việt Nam mình hay xài nhiều nhất á. Hiệu Fender. Nhưng Fender nó cũng có nhiều loại nha. Giống như làm ở Mexico là giá khác, nửa giá của Mỹ thôi.
Còn làm mà tại Mỹ thì mắc hơn, mắc gấp đôi của Mexico. Nó như mấy trong thùng nó bán chừng 200 mà luôn cả cái hộp máy đó, luôn cả cái hộp mình xách đi đó. Những cái này là chỉ dành cho những người mới học đàn thôi nha. Còn mà đàn thời gian rồi không ai mua mấy này đâu. Thời gian ai cũng xài đồ hiệu luôn á. Mấy cái cây này, đàn này á, cái ruột đó trong cái đàn hay là nhờ cái ruột. Cái ruột nó xài đồ rẻ không hay. Nó như cái cây này là chỉ có cái hiệu mà Script này là nó rẻ lắm. Nhưng cây gì có 200 thôi. Không, nó vẫn để là Fender, cái hiệu by Fender, nhưng mà không phải đâu, mấy này là của Trung Quốc làm không nha. Coi kỹ là toàn là đồ Trung Quốc không. Nhìn nó cái đàn này đẹp lắm, nhưng mà nó giá rẻ lắm. Bán luôn ở đó đó mày có 200 bạc. She said, "Keep laughing." I said, "Oh, keep." Well, I said, "I hate her." No, she said, "She took a second." She said, "That was whatever it was then." Yeah, she had perfect. Oh, yeah. She had perfect. It's a scary thing. Anthony Williams in the house. Golly, that was me out in our. Yeah, yeah. Yeah. That's like a guy. That's like a guy. Out of here, bro. Yeah, cũng, yeah, all right, man. They gotta work, work, man. Yeah, man. Take care. Cái kiểu đàn này nó làm là nó làm khác. Nhìn thấy không? Làm khác. Những cái nhỏ nhỏ đẹp lắm. Mà cái hiệu này không quốc lắm đâu. Cái hiệu mà Kiếp nó không quốc. Ít nhất phải Fender, đúng không? Mấy hiệu này không quốc, không tốt. Fender như đường đi trên cao. Fender là của Mỹ là ít nhất phải 1,000 trở lên à. Của Mexico là đã hết 1,000 mấy rồi. Của Mỹ thì Mỹ hơn. Trong đây nó bán dây điện mà những cái này là đồ cầm sổ đó nha, đồ tức là cho đám cưới đồ đó. Việt Nam mình hay là đám cưới mới xài trong đây nha. Chứ còn mà nhà cũng có mua trong đây gắn đó. Nhưng mà phải nhà rộng á, nhà bự á. Chứ còn mà nhà nhỏ mà mua này gắn vô không đủ sức của nó hát không hay. Dàn máy đó là phải hát phải đủ sức của nó. Chứ còn không đủ sức của nó hát không hay đâu. Giống như cái nhà bự quá mà dàn máy nhỏ cũng không được. Dàn máy phải giống như cân xứng với nó. Lát qua bên dàn máy bắt phân tích cho nghe nhé. Là theo ý kiến riêng của mình thôi nha. Chứ không dám dạy đời ấy đâu. Là mình hiểu được nhiêu thì mình nói nhiêu ha. Cái này là đàn bass. Cái này là cái đàn bass á. Này là đàn bass. Bass 4 dây. Đàn làm rất là đẹp và nhẹ lắm nha. Cái đàn thường Việt Nam á, mình xách cái đàn Việt Nam với soi đàn ở đây á, cái đàn đây nhẹ hơn Việt Nam nhiều lắm. Đàn rất là nhẹ. Nó bán luôn cả mấy cái máy, mấy này đầu cũ nhưng mà đồ mới đây nha. 400 đầu cũ. Ok, mất cái giấc nhà rồi mà nhỉ. Mà dàn âm thanh nha. Ở đây nó cũng bán đồ cho mình để mình về mình tự build á, build cái đàn mình thích, ý thích mình muốn build sao mình tự build á, nó bán đồ món á. Trống, cái bộ trống á, thường thường mình thấy cái giá nó để gì không phải vậy đâu nha. Tại vì mình mua trống không à, nó còn thiếu rất là nhiều. Ở dưới đồ mấy cái đồ dặm là mấy cái nó nhiều lắm, còn thiếu rất là nhiều. Mua hồ tính nha, lắc mấy ngàn bạc á. Đây là cái kèn này cũng như đàn này là đồ dỗm rồi, đấy là đồ dỗm. Như là mang mấy cái bao thì chắc 50-60 đồng cái đó đúng không? Đó 60 nó nhớ đều có 60 đồng cái bao đẹp quá. Cái bao này bỏ cái đàn vô nó bảo vệ cái đàn đó, là không có rớt nó không sao. Đây là trống. Trống. Thường mỗi trống mà 2,000 bộ lờ luôn rồi đó. 2,000 bộ lờ bán. Nó bán gì là chỉ là mấy cái cục này thôi nha, còn thiếu lắm mấy cái chập chả đồ lum. Nó bắt không biết xài mấy cái lục lạc này là tưởng đâu Việt Nam mới có bán, nhưng này ở đây nó bán nhiều lắm. Sao này bắt đi đâu mới thấy là nhiều rất là nhiều. Nên là quá trời nè, thấy không?
bán mấy chục đồng cái à, nhiều lắm. Mà nó không biết đó, có thể gửi về Việt Nam cho bạn nó mua á. Nên nó bán 400 ngàn cái á, chục lần rồi nè. Ở đây nó bán 42 đồng. Cái lục lạc này nè, cái khoen này nè, nó kêu lớn hơn. Bằng nóc nó kêu lớn hơn. Đây là đủ thứ loại trống luôn. Trống gì cũng có. Đó. Tình bằng có cái trống còm nữa nha. Cũng như con và những cái trống hư hay đàn hư mình muốn nó sửa đem lên nó sửa hết. Đây nó làm hết mấy cái này. Con trống đàn làm hết. Có một bộ gì 1.500. Bộ trong kia là 2.000+. Là một bộ là chỉ mới cái trống thôi nha. Chập chả chưa có. Mấy cái chập chả, mấy cái đồ, mấy cái tính ra lắc nhiều lắm. Đây nè, bộ này là 3.000+. Là chỉ trống thôi, chỉ 4 cái đó thôi. Bên đây là nguyên một giải luôn. Xong nhỏ, thường mình đánh nó buồn cái về ăn nhậu cũng vui. Ăn nhậu nó cùng buồn cùng chơi vui. Chống điện tử. Chuyên nghiệp á, chứ không phải đồ mà bắt cái đồ thường, đồ home system đâu. Home system á là cái đồ để ở nhà mình nó khác, để lắp vô dần trong dần máy kia bắt nối cho tôi không thích cho nhà hiểu rồi. Còn này lo này để dành làm cái phòng chính dầm động cái để làm cái phòng studio á, phòng thu á, là mới xài tới mấy cái này. Này của hãng JBL. Dây này mấy này chừng trăm mấy cái hiệu xua, cái này xua thùng thu xua nè, thùng xua này nó có bao nhiêu cái nha. Xua này là VGA 27 27 có thể đây không, nó không có giá đây. Cái này nó bán cho bên này 200+ cho bên này. Cái này là mấy phòng studio á nha, để lo. Cái này là mình được upload tai nghe, là cái này là cái hiệu này là hiệu good lắm nha, Sennheiser nè. Upload tai nghe này là cái giống như cái lo vậy nha. Tôi thấy có nhiều bạn hát karaoke cũng up cái này vô, không hiểu up đi làm gì luôn. Cái này mình làm phòng thu á, phòng studio đó, up cái này vô lỗ tai là để mình nghe nhạc, để mình hát đấy. Tại vì cái trong phòng thu lúc mình thu chuyên nghiệp á là nó không có thu cái nhạc, mà nó thu là thu chỉ cái tiếng mà hát mình thôi. Rồi lúc mình ụp cái này vô lỗ tai để cho nghe nhạc, để mình hát cho đúng nhịp, thấy không, để mình thu. Bởi lúc mà thu ra là có cái tiếng hát, không có cái nhạc, bởi nó mới sửa được, nó mới lọc cái tiếng mình lại được, để nó ghép vô nhạc sau. Chỉ cần giữ đúng cái nhịp thôi à, cho nó ghép vô nhạc. Bởi có nhiều người bắt thấy hát karaoke mà ụp cái này vô lỗ tai bắt biết đi làm gì luôn đó. Nên thường đó là để nghe nhạc mà, đâu phải là để cho karaoke, để phòng thu mà, phải karaoke đâu. Còn đây là mấy cái máy phone to studio. Đây bắt sản phẩm này bắt nối này luôn nha. Cái phòng làm studio mấy này
này giá nó khoảng chừng 200 mấy cái, là loại này là loại giỏm là thường nha. Cái loại này không phải loại mắt đâu, loại mắt đó là phải 3.000 cái á. Hiệu New Ninh gì đó là khoảng 3.000 mấy cái. Còn hiệu chung chung á là hiệu Warm á là chung chung á là khoảng chừng 1.000 đồng 500. Mấy cái này nó không dành cho karaoke nha, dành cho phòng thu á, tại nó không có hát lớn được, nó hát nhỏ lắm. Dành cho làm phòng thu á, nhưng mà lâu lâu như bác cũng hay lấy nó hát á. Hát nó rất là hay. Tại không có chỉnh gì hết, chỉ ghim là hát thôi. Nó không có chát, có echo. Echo nó tự nó có sẵn, mình không có chỉnh được. Giống như ghim nó cần phải cái cục kia. Nếu mà mình xài dàn máy thường á là phải cần cái cục làm cái phần studio. Còn dàn máy nhà của ông bác là nó có sẵn. Nó built-in sẵn. Cái này cũng ok, này cũng 400. Hiệu này cũng được nè. 400 đồng cả. Hiệu này cũng ngon. Và bác cũng khuyên cả nhà nha, đừng đi mua đồ điện tử, đừng bao giờ mua online. Thường thường mà đồ online á, là những món đồ nó bị hãng trả về đúng không? Đồ bị check á, bị trả về đó. Cho nên mình mua về nhiều lúc đồ điện tử mà về hư uổng, không xài được, nó không có. Nó bắt buộc hết cái lỗi gì nó yes ok sao thank you thêm nó bị cái lỗi gì nó mới trả về không rồi nó mới đem đồ online nó bán. Không mua đồ online cũng nhiều, bây giờ có kinh nghiệm nó không mua nữa. Mua điện tử là vô mấy tiệm lớn nó mua mắc hơn, thường một món nó mắc hơn 1.000 thì nó mắc hơn 100 đồng, 500 thì mắc hơn 50, nhưng mà nó bảo đảm hơn. Và còn đây là cái chỗ làm phòng thu này. Nhà cho nhà coi nha, đây là bán đồ cũ, đồ này đồ diêu không à, không có đồ mới. Làm cái phòng thu studio đó đó, hai cái loa nhỏ dưới đó là để cho mình nghe, cái người ngồi ngoài làm phòng thu nó nghe được. Còn người ngồi trong cái phòng kiến á là nó ập cái chỗ cái nãy lỗ, cái lỗ đeo lỗ tai là nó cũng là cái loa luôn mà nó nghe trong cái lỗ tai đó thôi, nó không nghe ra ngoài. Đó, từ người ngoài thì ngồi chỉnh cho người chồng. Đó, nếu mà nhà của các bạn mà không có cái muốn làm phòng thu mà mình xài loại mà Yamaha thường á thì lên lắp dốc dắt ở bên kia chỗ làm mấy cái mixer bên kia. Cái này là mấy cái lọc cây đàn CT 100, mấy đồ này đồ cũ không à, bán toàn đồ cũ. Cái này lọc có tiếng đàn á, phòng này DJ, cái phòng này là đồ cũ nha, nó đang quay phòng đồ cũ á. Này DJ đây, những dàn loa này à, cái này nó bán luôn cả cái microphone nó luôn, làm phòng thu nó bán có 130 đồng. Mấy này là đồ chung, đồ muốn mà nghe được hay là phải 400-500 cho lên. Và đây mặc qua mấy cái loa này, những cái loa này là đủ thương hiệu chân á, để làm phòng thu á. Có nhiều người không biết lấy gì đi mua nghe nhạc, nó không có, nó nghe nhạc cũng được á mà nó không có đúng của nó nghe không hay đâu. Đây là phòng thu nè, cái hiệu này là bác rất là thích nè, hiệu Adam nè, đây. Thằng Adam lần này nè. Thằng này là Adam, bác thích lắm. Mà không có rẻ đâu nhé. Đồ cũ mà nó bán 750 một cái đó. Đấy. Loại này loại nhỏ, loại này có 8 inch nữa. Qua mấy cái loại bự á, bác thích cái loại 10 inch của nó nè. Nghe đã lắm, nó có bán hai cái với lại một cái B là 3.000 mấy á. Hiệu Adam, bác thích hiệu Adam. Nó nhiều hiệu lắm nhưng mà muốn xài nào xài. Nhưng mà Adam là good. Yamaha không có rẻ. Rồi cả nhà hòa bình. Cái này là đờn piano. Đây, piano hiệu Yamaha. Thường thường á, thằng piano á là xài Yamaha nhiều, chứ mỗi một thứ nó có một cái món ngon, nhưng một hãng nó có một cái đồ ngon, mình biết nào ngon thì mình xài nó. Mà đồ mà tụi bác có hỏi, tại bác tính học đánh đàn, đánh piano nè, hỏi nó cây mà để học được đó là phải 3.000, rẻ nhất 2.500 để lên mới học được, mới có đủ đồ cho mình học. Đó, mấy cái này đó, cỡ mấy cái này thì có mấy trăm à, cái này mà 500 à,
Ai mua một cây đàn á, mình học là một cây đàn này học là tới giải nghệ luôn chứ đâu có còn đi mua được nữa. Mấy cái này là đồ rẻ. Yamaha nói chung ở Mỹ nó cho là đồ rẻ. Mấy cái này đồ rẻ. Không mua một cây xài là xài luôn. Không có thay đổi. Mấy cái này là giá rẻ chừng 2 mấy cây thấy không? 2 mấy. Mấy cái này giá rẻ. Hiệu Yamaha Mỹ rẻ lắm. Châu Á mình xài nhiều chứ tụi nước ngoài nó mất xài Yamaha. Dạ, bắt vô trong này là cái chỗ làm DJ. Đây DJ. Bác cũng thích chơi DJ lắm, chơi nhạc DJ đó. Mà vợ nó không có thích, tại vì nó thích karaoke hơn. Nó thương thích chơi ban nhạc DJ lắm. Đi chơi thì cũng dễ chơi lắm. Giờ đâu có như ngày xưa đâu, đâu có biết nhạc ở đâu. Nó làm sẵn là chỉ có bỏ vô hát thôi. Đó. Nhạc làm như computer sẵn á, cứ bỏ vô hát. Đi chơi nhờ cũng dễ. Giờ đi chơi này là 1.300. Laptop không tính đó nha, tính nhận máy thôi nha. Laptop không hết 1.000 này. À, nhờ mùa này nó giảm giá được 59 đồng sách được đâu. Bây giờ cũng mấy trăm. Đi chơi nó nhiều giá lắm, có từ 200 cũng có, có 2-3 ngàn cũng có. Thì theo lỗi. Loại này build monitor tờ sẵn rồi. Mình coi thấy còn sống. DJ chơi giờ tuổi cũng lớn rồi, khó chơi lắm. Cho con nít nó chơi thì được. Nhiều lúc lớn rồi đâu thích chơi DJ đâu. Với lại có tiền có đồ là người ta đòi hát không à, không có chơi DJ. Có một bạn nó chơi DJ đó. Mỗi lần mà chơi DJ là chỉ rest time, nghỉ ngơi đó. Thì mở DJ lên cho người ta nhảy nhạc dịp rồi. Còn bình thường nó thích hát hơn. Này là 1.100. Thường thường có thấy DJ là xài hiệu coi như là nhiều nè. Đó, hiệu là nhiều. Sống ha. Mấy thằng này là của Yamaha không rẻ lắm, 100 mấy cái à. Cũng như mấy thằng này là rẻ, nó có 120 đồng mà có trên đồ ít lắm, nó có 2 cái lò, 2 cái mic phone. Còn này là hiệu
QXO. Oh, here Bollinger. Này là của thằng Đức á. Mấy này là dành cho nhạc sống, nhạc cho nhạc sống đám cưới rồi đó. Chứ bỏ vô nhà thì phải xài, giống như mình phải mua cái này mới là hát được đâu nha. Nó còn EQ rồi Equalize nhiều lắm, những cái nén rồi chống hú rất là nhiều. Không phải mua cái này về xài được đâu. Này dành cho nhà lớn á. Nhà phải bự mới mua cái này, mới xài cái này. Còn nếu mà nhà mà lớn là để bắt nó cái diện tích cho cả nhà hiểu luôn ha. Ví dụ bây giờ cái nhà mà so theo nước Mỹ là key square feet á, là chiều dài phải 30 feet trở lên, là bằng với lại số đo Việt Nam mình là 10 thước á, phải có 10 thước trở lên, ít nhất là phải có 10 thước. Rồi cái chiều ngang của nó cũng phải 6-7 thước, là chiều ngang ít nhất cũng phải là 20 feet, đúng không? Thì lúc đó mình mới xài những cái thứ này, nó mới đủ sức cho nó để nó hát. Là cỡ đó đó mình mới để 4 loa 4 góc được nhà, hiểu không? Ừ. Chứ còn mà nó nhỏ quá đó mà mình để 4 loa 4 góc là sẽ hú, mình không có chỉnh được. Dù cho mình xài nén xài gì cũng được, nó thấy giống như cái phòng mà chừng 5 thước chiều dài, chiều ngang 4 thước rưỡi rồi đó, là đừng xài máy này cũng được, nhưng mà đừng bao giờ để 4 cái loa 4 góc, tại vì nó sẽ thấy cái cự ly nó gần quá, nó thấy nó sẽ hú. Nên như mấy cái này cũng mấy trăm đồng rẻ lắm, nhưng mà không phải gì là hát được đâu, còn thiếu nhiều lắm, khoảng 4 món nữa theo bác biết, 4 món nữa mới hát được à. Rồi mình cái phòng mà bự á, cỡ từ mà 30 feet trở lên á, là khoảng 10 thước đó, mình mới gắn 4 lo là xa cỡ đó nó sẽ không hú, thì mình rất là dễ chỉnh nhạc. Còn cái phòng mà nhỏ quá mà gắn 4 góc nó không hát được. Mình gắn vô đó xong rồi nè, để bác chỉ nè. Mình gắn vô thì được rồi đó, mà mình hát không có hay. Giống như mình, cái hay của cái karaoke hay là cái ca nhạc sống á, nó nhờ cái gain. Cái gain này nè, là cái chữ này nè. Đây. Cái thằng like, nguyên cái like này á, là nguyên một cái dàn, là cho một cái input hay output ha. Dù như cái microphone này ghi vô đây. Thì mình phải đưa cái thằng gain này lên nè. Này chữ gain nè, cho nhà thấy không? Đó, thằng này là nó hút cái âm thanh của cái microphone vô, nhảy không? Nó hút vô, mà nhà mình thì nhỏ, mà mình gắn 4 lo 4 góc, tức là có một chừng 20 feet, chiều dài, chiều ngang chừng 20 feet luôn đi. Mà mình đi gắn 4 lo 4 góc là không hát được. Mình đâu có đưa này lên được đâu, mình đâu sao hát được. Dù rằng mình có xài nén tùm lum cũng chẳng không được. Tại mình đưa không đưa lên được, thì cái tiếng mình giống như bị nghẹt mũi vậy đó, nhảy không? Giống nghẹt mũi, nghe không có rõ, nghe không có hay, âm thanh không có lọc thì làm sao hay được. Thằng này nó lọc luôn cả cái tiếng âm thanh mình nè, nó hút cho mình mạnh nè. Mà mình không có mở lên được, tại vừa mở lên hú rồi thì làm sao mình chỉnh được. Đó là cái máy căn bản để mình gắn cái dàn lo ở nhà thôi đó. Đó. Tại vì nhiều người mà người ta biết chơi nhạc đó, chỉ cần người ta lại nhà mình, người ta dòm cái cách mà mình set up cái dàn máy mình như thế nào, dàn lo mình như thế nào, là người ta hiểu, mình hiểu về âm nhạc được bao nhiêu, mình biết được bao nhiêu về âm nhạc, nhà hiểu không? Đó, nhiều người xếp dàn đó sau mở nó hát đâu có được, nó hú, mà không chỉnh làm sao? Mình cái căn bản chỉnh nhạc là mình phải biết nó hú cái gì, lý do tại sao nó hú, rồi lúc đó mình mới chỉnh nó được. Còn cái này mình không biết nó hú gì cái gì, thì làm sao mình chỉnh được? Nhà hiểu không? Giống như cái phòng mà set up loa, cái phòng này rất là quan trọng. Bác nói cỡ muốn nhà mà muốn xài cái này là phải tìm hiểu cho nó giỏi, còn không có nhà mà nhỏ đó, nếu mà cái nhà mà chừng chiều dài 20 feet là khoảng chừng 5 thước á, chiều ngang cũng cả đó luôn á, thì theo bác khuyên nó nên chơi cái dàn home stem, nó hay hơn nhiều, mà dễ chỉnh á, rẻ tiền dễ chỉnh á. Còn cái thằng này mua bây giờ bác tính này, muốn chơi thằng này cũng được đó, nhưng mà mình phải biết chơi. Nếu bác sẵn nó bác nói theo cái cách của bác hiểu biết nha, chứ bác không dám dày đời ở đâu nhé. Giống như bây giờ cái nhà thì thường cũng xài không phải cần cái cục này nè, đó 2 4 6 đó, 6 channel đó, thì thằng này khoảng 130 đồng ha. Thì cộng một cục nén vô cũng hết 200, cục này cục kia vô một cục cứ 200 300 200 300, khoảng 4 cục nữa là ra 1000 mấy à, đâu có rẻ đâu.
thấy không? Cái cục home system đó thì nó cũng cỡ đó nhưng mà nó dễ xài hơn. Thế là cái nhà mình nhỏ, phòng mình nhỏ đó, mình dễ hát hay hơn. Thằng này là phải biết xài. Còn một cái phòng mà nhỏ cỡ cái thước đó mà cả nhà muốn xài thằng này cũng được luôn. Để bắt qua đây bắt quay cho mấy cái loa ha. Đây là bây giờ nó xài power speaker. Cái power speaker nghĩa là sao? Tức là cái power speaker là cái loa này nè, là sau lưng nó chế của em luôn, nó không cần mà xài em ở ngoài. Mình chỉ mua về mình ghim cái cục mixer nãy là mình quất rồi, không cần xoay em nữa. Tại sau lưng cái đít nó có của em. Nó bill của em dính ở sau lưng ở đây nè, nó có độ chỉnh ở sau lưng đó. Nó nặng cả nhà kia, nó đi qua lại đây biết chỉ cho này dễ hơn nè. À đây nè, đây sau lưng đó nè. Đó thấy không? Nó có cái cục em nó dính sau lưng cái gì luôn đó, mình chỉ on lên thôi, mình chỉnh thôi, hiểu không? Đó mình chỉ ghim thôi, mình chỉnh dặn cái nút đó lên để mình xài được rồi. Mình không có xài em, là kêu power speaker. Nhưng mà trong nhà đó, phòng mình xài đó, muốn xài loại commercial loại này mà xài nhà phòng nhỏ đó thì ở nhà nó nhớ là để nó nghiêng về một hướng thôi. Nhà không để chỉ lên giống như đây. Bây giờ cái tivi mình để hướng này đúng không? Thì lo mình dồn về hết hướng này luôn. Chứ mình đừng có để bốn góc bốn cái lo không có được. Tại nhà mình cái cự ly nó ngắn quá. Mà mình để bốn góc bốn cái lo đó, thằng này sẽ thấy thằng kia nó hú liền. Mình không có chỉnh được. Mở mình hát nó do ẹt à. Mình mở nhạc nghe thì lớn lắm nhưng mà hát có được. Mới thêm cái microphone on là nó hú rồi. Vậy lại thêm bốn cái lo kiểu này rồi thêm hai cục B nữa. Nó hú dữ lắm. Nhưng mà trong nhà cái nhà nên nhớ xài lo 12 trở lại thôi. Đừng bao giờ xài lo qua 12 nhé. Rất là khó chỉnh, cục B cũng vậy. Xài ít ít thôi, đừng xài nhiều quá. Cái hiệu lo này là Wood nè. QSC nè. Bắt có lợi nhà cho cái người chị là chỉnh dàn máy cho chị là chỉ xài lo này nè. Bắt nghe hay lắm. Nó không hay bằng thằng Bô đâu. Nó không hay bằng Bô tại vì nó rẻ hơn Bô mà. Nè, cục B của nó nè. Nhưng mà nó là cũng thuộc dạng là ngon là nó hay đó. B nó bán 1000 cục. Đó. Đó, cục này cũng nhỏ. Này nó bán 6.5, này 7.5. Đó, mấy thằng này xài thằng QC là ngon. QC là good rồi đó. JBL cũng được, nhưng mà JBL á, nhiều người nói nó dễ bị hư. Bác cũng chưa xài nó qua bao giờ, nhưng mà bác biết á, nó là cái âm thanh nó loạn lắm. Tại bác không mua về nhà, bác thử một lần. Để nó nói với thằng Bô sát bên á, là thằng Bô 10 nó chỉ chừng 7 à. Cái âm thanh nó loạn lắm, âm thanh không có đặc. Nghe âm thanh nó đặc á, nó nhạc chỉnh sao mà tiếng đờn ra đờn, trống ra trống, kèn ra kèn, cái gì ra cái nấy, nó không có lộn xộn. Thì lúc đó mới hay. Nhà đúng không? Còn thằng này nó tiếng nó không có rõ ràng lắm. Còn mấy thằng này là mắc kỳ. Ai thích xài mà của Mỹ thì xài của Mỹ mạnh lắm á. Mắc kỳ. Đấy. Đó, ở nhà mình nó nếu mà xong nhà mà kích thước ngắn quá. Nếu mà nhà dài 30 40 feet trở lên thì nên xài mấy B này nó mới chịu nổi. Mà bác khuyên cũng đừng nên xài nữa, mình xài B nhỏ thôi. B cái này được rồi. Khoảng 12 trở lại thôi, mấy thằng đó là tứ 18 luôn, đó bự lắm. Xài mấy cái này được rồi, mấy này là E, B nè, xài được mấy này được rồi. Này nhà bà chị cũng có một cái nghe cũng hay lắm á. Cũng đâu có rẻ đâu, cả ngàn cá à. Bà bác khuyên nên xài mấy thằng này là nhà lớn á, 30 feet trở lên á, mới gắn 4 lo, mới gắn đầu kia. Còn không thì cứ dồn về một hướng cái tivi thôi, để nó một hướng một. Rồi nó quay ra nó hát, thì mình dễ chỉnh hơn, xa hay hơn. Đó là cái kinh nghiệm của bác biết ha. Còn qua bên đây là cái mấy cái dàn lo này là lo cũ ngày xưa này. Mấy cái này là kêu là lo không có power, nó chỉ là mấy cái lo thường thôi, nó không mua cục em sao. Mình muốn mua mấy cái này đó để mua cục em ở đây. Đây nó có trưng bày sẵn là cục brown này. Đây của em đó nè. Mấy thằng lo đều xài mấy hiệu này nhiều. Cái lo này bác chỉ mà giờ ít ai xài lắm, nhưng hết muốn hết người xài luôn rồi. Lỡ mua xài chứ giờ không ai muốn xài mấy này đâu. Xài là xài power không à, là mấy bác sĩ nãy giờ đó, đó. Mấy nó đó, power không à. Nó power. Mấy này mấy lô đứa không có cái cục bô ở đây rồi. Mấy này nghe cũng không hay lắm đâu. Phải bô quá thì nghe nó hay, chứ còn này đây là bô này. Thằng này cũng không có rẻ đâu nhé. 2008 là không có cái mixer đó nhé. Đây. Thằng này 2008.
không mixer, cộng mixer này xin 500 nữa nè. Đây sẵn bắt giới thiệu luôn cái mixer của Combo nhé. Đây là mixer của Combo 4 channel. Nó STV gì đâu các anh đây. Nè T4S nè, là nó 4 channel. Thằng này bắt chỉ ngồi cái dàn mixer ở nhà cũng bắt học gần 2 năm mới xong. Thằng này bắt ngồi chỉ gần 1 tiếng đồng hồ là bắt xong. Tại vì nó đơn giản lắm, nó không có gì mà chỉnh nhiều chứ, rất là đơn giản. Này. Còn này là 8 channel, này mắc hơn, này có 800. Còn kia này có 500. Đó. Ai mà chịu chơi á, chơi cục này với lại cái này được rồi. Này nè. Đó, thằng Bô á, này tiền không có ngàn. 2000 mấy đó. Đó. Nghe hay lắm á. Thấy vậy chứ nghe hay lắm. Nó xài được nhiều thứ lắm. Nghe hay. Ở trong đây nó nhiều giải lo ở trong đó. Giống như cái vàng là còn đây là thằng vàng lo là bắt xài nhà mình nhận quá xài lo này nè. Đó. Là lo bô nè. Lo bô này cũng xài ok nhưng mà rất là khó chỉnh. Phải biết chỉnh mới chỉnh được. Tại nó hú vậy đó. Lo bê mà hú rất là hú. Còn này là thằng S1 này xài cho cái đàn đó. Mình muốn hát không được, ghim microphone cho hát không được. Hay là thường thường đó không có cái lo nào mà nó có cục pin sẵn á, chỉ trừ ngoài cái lo có cây đàn nó có cục pin rồi mình lấy ra mình xài cái gì cũng được. Đàn này nó có cục pin sẵn trong á thì mình đàn ra đường phố đó, mình quăng ngoài đường đó mình đàn nó có pin trong á. Giờ mình muốn hát thì mình ghim cái microphone vô hát thôi. Mấy thằng này là dễ xài, này là dễ xài. Còn mấy cái lo mà auto này nó là đồ xài được thôi chứ không có hiểu lắm, cũng ok thôi. Còn này là cái mixer QSC, này là digital nha, này là digital nè. Thường digital nó khác mấy cái kia là chỗ này nè, đó, mấy cái kia là bình thường. Còn này digital, này nó làm kế sẵn là cái này thấy không? Những cái âm thanh gì nén, village, equalizer, EQ gì đó, combat, get gì đây nè, thấy không? Nó đầy trong đây sẵn rồi, mình chỉ lấy ra mình xài thôi. Nếu mà bắt nó biết xài cái digital, mixer digital rồi á thì cái nào cũng tự giống như cái đấy, chỉ ngồi dòm xíu rồi để ý. Tại những cái này nó giống nhau, cái cấu kết nó giống nhau. Đây nè, những cấu kết hình hài của nó nè. Đó, mình kéo nhạc, cắt âm thanh rồi đó, cắt hú rồi đó, nó làm dễ lắm. Nhưng mà biết mới được, mà phải nhớ nữa, nó rất là nhiều. Chỉ nhớ ai mà giỏi á thì học nó lẹ lắm. Nó thằng này nhỏ xíu thấy không, béo. Nhưng mà 32 input digital mixer. Này cũng không có rẻ đâu nhé. Không có xài digital thì phải biết xài. Chứ còn không quá thì khó lắm xài. Mở lên hú. Khó lòng mà xài được. Cái thằng này bắt cũng thích lắm nè. Nhưng mà giờ không có xài tới nó nữa. Nhưng mà nó bắt 600 đồng ở 500 mấy á. Không, 9, 600. Ok, giờ bắt dắt cả nhà vào bên cái microphone nhé. Cái microphone á, thường thường mà cái loại mà mắc tiền á, cái loại mà từ Shure mà mắc từng một cái mà 600 đồng trở lên á, nói chung là thằng nào mà nó có cái chữ để chữ digital á, là có digital là phải 600 đồng để 550 xem trở lên mới có chữ digital. Mà thằng nào có cái option bên đó đó thì thằng đó nó mới có được cái âm thanh nổi. Mấy thằng này là không có đâu, nhiều mấy thằng này nè, không đó cũng xua nè nhưng không có đâu. 87A nè, cái này là loại dây, microphone dây không có đâu. Rồi đó mất tiền, nó treo bên kia, nó không cho mình đụng tới đâu. Mình đụng tới nó phải đem cho mình coi. Mình mất giải thích luôn ha. Cái loại mà để chữ digital á, nó đó là nó có âm thanh nổi ở trong cái lò đó, cái microphone đó. Ví dụ giờ con lấy này làm chuẩn nè. Ví dụ giờ nó có âm thanh nổi ở trong. Đó. Mình làm rớt nó sẽ đứt, nó giống như là cái tim đàn rồi đó, nó rất là nhiều sợ giống. Giống như mình mà rớt á thì nó sẽ nó đứt cái đó. Bạn hát đồ mà có chữ nào để chữ digital là làm ơn đừng có để cho nó rớt. Hai cái microphone nhà của bác á rớt giết mà nó hư.
nó không có hư là không phải là không hát được, vẫn hát bình thường á, nhưng mà nó hư của nó là mình mà phải chơi mà chuyên nghiệp á mới hiểu được, mới biết được, thấy không? Vô chuyên nghiệp mới biết được là mình hư thế nào. Giống như nó rớt xuống nó đứt, nó dù sử dụng là nó có 10 sợi dây điện giống đi, nó rớt xuống nó đứt chừng 3 sợi là thằng digital nó sẽ đứt. Thằng digital rất là mỏng, là thằng hi-fi nó rất là mỏng, mà lúc mà rớt xuống á là nó đứt thằng đó thì nó mất thằng đó. Mà cái microphone vẫn work, vẫn hát được, nhưng mà chỉ mất cái digital thôi, mất cái đó là hết hay vậy. Đó là làm cho âm thanh mình nổi lên đó, mình nghe rất là rõ. Thí dụ mình hát một cái khúc hát, mình khúc sau mình hết hơi, mình muốn kéo nó lên, mình muốn ngân cho nó lên, thì mình hết hơi, mình ngân đâu nghe. Nhưng mà cái microphone của thằng digital thì cả nhà ngân nó lại có tiếng. Còn cái thằng mà lúc mà nó đứt cái đó rồi á, nó sẽ không có tiếng. Cái thằng xua mà bán 500 đồng hai cái đó, thằng đó nó không có digital nhé. Ở cái nhà mua đồ nó mắc hơn xíu nhưng mà hát rất là hay. Nó có, đừng để cho nó rớt. Nói chung những cái đồ gì mà dính líu tới chữ điện tử đó là digital đó, đừng bao giờ để cho nó rớt. Nó mà rớt là nó sẽ hư đó, nó rớt là hư hết. Nó cũng như một vàng lo là thấy không. Bắt có hai cái microphone bắt đã gỡ đi sửa đó, đem về. Bây giờ bắt còn cái nó chờ sửa nữa. Lúc mà sửa về hát rất là hay. Còn mà đem cái hư ra đó hát á, nó bị thiếu cái tiếng đó, mà mình phải hát hoài mình mới nghe được, hiểu không? Còn mình không để ý không nghe được đâu. Cái tiếng nó phải để ý mới nghe được. Nó không có cái hi-fi á, nghe nó cái tiếng nó bình thường á. Mấy cái EV này cũng có nhiều người xài đó. Cái này không biết. EV rẻ, như tiền nào của nấy à. Mình nên mua mắc thì xài Wood. Mà cỡ thằng QSC là ngon rồi. QSC này có cái hiệu ICF đó, hồi đó là dành cho commercial đó, dành cho mắc lắm, mua không nổi đâu. Nó bán gì đâu một cái mà tới gần 2,000 mấy một cái mua gì nổi. Một cái của nó nhỏ xíu mà 2,000 mấy một cái đó. Sao mua nổi, nhà cần 4 cái thấy xỉu. Này là đó, mấy thằng này có nhiều lúc cái nhà mình nhỏ quá đó là mình đừng có xài mấy thằng này nhé. Này những QC nè, mấy thằng này nó dành cho những nhà bự commercial thôi, chứ không có dành cho những nhà nhỏ, gắn cho nó hú. Như là cái lực nó không có đủ á, mình mở không có lớn được cho nó đó, hay là nghe không có hay. Tại nó là mạnh quá, mạnh đi mà mình mở thì nhỏ quá. Tại cái nhà mình nhỏ, mình gắn nó vô á, nó nghe không có hay, nó hú à. Đó, đó bác xin chia sẻ cho cả nhà vậy thôi ha. Đó. Còn cái dàn bên này, giống như bây giờ có nhiều người nói là nghe cái dàn này, ôi mà mở nhạc lên nghe hay quá. Mấy ông nội này làm sao mở nhạc nghe hay được. Thằng này là nó để hát thôi, chứ nó không có nghe nhạc được. Giống như mình không có cái gì nghe, mình mở nghe nó đỡ thì được, chứ nó không có rao sao, nó không có cái gì hết trơn, nó không có âm thanh nổi, nó không có gì trơn á, thì làm sao mình nghe nhạc được. Mấy thằng này là chỉ là dành hát thôi à. Có nhiều người nói gắn vô trong cái tivi á, coi phim cũng hay lắm, thì đúng, nó khác thì nó có âm thanh mà nổi mà, có âm thanh mà nó vô lớn á, mình dặn nó lớn lên thôi, chứ âm thanh nổi đâu có đâu. Mấy cái này chỉ dành cho hát, chứ không có dành cho coi phim đâu. Muốn mà mua mà coi phim với nghe nhạc hay á, là mình mua cái sao ba đó, loại đó cái nhà bấm lên đó, trên internet đó, để sao ba, để crowd sao nè, rồi âm thanh nổi nè, nó nhiều thứ trong đó lắm, mình nghe âm thanh rất là hay. Chứ cái mấy thằng này thì thôi đi, hôm mà đi tao mở nhạc lên nghe hay quá tụi bay ơi, thôi chắc người ta cười bể bụng á. Cái này mà hay cái gì, này đâu có để nghe nhạc, này để hát thôi hả? Hát nhạc sống bậy bạ nó thôi, hát nhạc sống nó lớn, nghe nhạc thì không được đâu, nghe nhạc thì phải mấy người kia. Mấy cỡ bên này nè, nghe nhạc còn chưa hay nữa, mấy này để nó hát, hiểu không? Để chơi cái đờn đó, đó đàn ông để chơi đờn, đờn với hát nhạc của đường phố, hát nhạc live á, là chơi bên này. Còn mà nghe nhạc là phải nghe đúng máy của nó, đúng dàn cái loại dàn home system á, để đầy đủ âm thanh giống là rao sao rồi. Nó nhiều lắm, nó nhiều thứ lắm, nó không hiểu hết nó đâu, nhưng mà biết là mấy dàn này là không có để nghe nhé, để hát thôi. Ok, bác xin chia sẻ cả nhà vậy thôi nhé. Quay video được cũng lâu rồi đó, cầm cái máy này cũng hơi bị mỏi tay à. Xin chào cả nhà nhé, hẹn cả nhà gặp lại cái video sau nhé. Ok, bye bye.